Tài xế chạy xe với tốc độ cao khiến xe khách lật trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. May mắn hành khách chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 11 tại km 9 quốc lộ 26 gần khu du lịch Koh Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Rất may các hành khách còn lại trên xe chỉ bị thương nhẹ. Đây là vụ xe khách lật trên quốc lộ 26 lần thứ hai trong năm nay và vị trí hai vụ lật xe chỉ cách nhau khoảng 200 mét. Theo các nhân chứng, vào tờ mờ sáng, họ nghe nhiều tiếng phanh xe rất gấp, sau đó thấy xe rê bánh quay ngược đầu rồi lật sang bên phải đường, đè gãy một cột điện và hàng rào một nhà dân. Người dân ngay lập tức dùng búa, xà beng đập kính chắn gió đưa hành khách ra ngoài. Rất may, chỉ một phụ nữ bị thương nhẹ ở đầu đang được đưa lên bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh gần đó để sơ cứu. Các cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ lật xe. Nhưng ban đầu có thể cho thấy xe chạy với tốc độ khá nhanh. Tài xế Tôn Thất Hoàng Vũ, 37 tuổi, trú Đà Nẵng cũng đang được cho đi kiểm tra xem có sử dụng chất kích thích nào hay không. Trên xe lúc gặp nạn chỉ còn hai hành khách và tài xế cùng phụ xe.